đi không có cái chép mà chỉ có cá rô kho tiêu thôi. Mấy nhỏ nhiều của người mình đấy. Cá rô thôi, cá rô với được con cá khát khiếp, cá ngát bự với hai con không biết Việt Nam không có con này, cá bát, con này cá bát mình làm được nồi kho. Các bạn đi câu cá chép gì
làm giả mà không có, rút cuộc cũng dính là được caro không à, caro phân tiêu không à. Rồi xem thuốc rồi đặt đi mua về đây. Con này mới đem cái bọc tôm về. Cô mà chưa chưa thèm hả? Dạy cho cô ăn được nha. Vừa rồi cho nó quẹt luôn, nó chở nó không, nó không có nát. Còn nó bớt rồi chứ chưa còn cái thằng ăn còn nè. Đây các bạn, thịt sóc đây. Chuyện qua bắn được con sóc, bữa nay câu cá là làm chả không có, sau đây là làm sẻ ớt quốc luôn. Cái ly nào mà không vỡ, cái ly nào mà em cái ly nào mà để chút cũng làm rớt là vỡ à. Ủa em sẵn lấy đồ bỏ xương luôn. Phương lấy cái xanh bỏ xương. Làm gì làm cũng có cái chiên cá kho ăn rau sống là được rồi. Làm ly á. Không kịp, mới đây mà. Giờ này món này làm gì bro? Mình non bắt đầu mấy tôm đỏ mình cháy tỏi. Ồ, cháy tỏi hả? Thường mình làm cho cái đầu trước, chứ mình sao? Không có cái chép làm chả là phải quất tùm lum. Đây là tôm Canada nè, các bạn thấy màu đẹp không? À, cái đồng tôm ra đào màu đẹp đi chứ. Đi bây giờ nó có bán rồi hả? Mùa vô mùa. Vô mùa hả? Hôm nay như nó trúng vô lắm nó xèo rồi. Ồ phải không? Rồi cũng hấp dẫn quá ha. Đúng rồi, chuyện đủ bia mới đã nè. Ok, rồi chút xíu anh em ra đây. Accident hả? Bữa qua nói chuyện accident hả? Ồ. Hấp dẫn quá, là dồn thấy ngon quá vậy đó. Dạ, tôi dễ muốn bia mới ngon chứ, ăn sống xong không đỡ. Rồi, xếp thuốc mà hỏi. Ồ, được cái hấp dẫn chưa? Lịch tôi thử coi. Ồ, thử coi. Về hắn nói. Dạ. Đồ hắn nói một khúc chi. Ta nói con rồi, sẽ ăn xong đi, bà cho mượn chứ. Lộn khó đào tạo quá giống má hay gì. Tôm đầu mùa Canada. Mời rồi. Em lột cái con tôm cái. Đủ hay á, tôm vừa. Trời ơi, dữ mà. Chín luôn. Được, giờ tao mà đặt xếp gốc nha. Để săn lại chín. Em phát xong chín anh xem qua Facebook kìa. Vô các bạn. Em hết pin rồi.
Thì con cá không có gì ăn tôm sang được á. Ngọt dã man. Thì đó. Không có một chút đúng không? Bây giờ ăn cái đầu chín luôn á. Kệ. Nhà có wasabi không? Nổi ăn là tôm có tôm để ăn wasabi hả? Thói quen rồi. Để lấy ra. Anh đừng ăn lát đừng ăn nha. À. Anh phải để ngang à? Yes, ham. Bấm giờ. Rồi. Mời các bạn ăn miếng sóc nha. Mới bắn chiều hôm qua. Bữa nay đi câu cá về không có cái chép lòng chả rồi quất luôn. Sẵn là chép cốt xào món tôm này nè. Đã lắm. Món tôm đây. Ồ tôm đỏ nha. Đúng là tôm đỏ. Dai dai ngon ngon. Đi gà đã. Nhìn cam gà kìa. Miền Tây nói cũng giống như là chuột ống nhum hả? Cũng nhum. Cũng nhum hả? Cũng nhum. Chuột đó quay ngon lắm. Milan. À em bé. Mình chưa ăn chuột ống nhum. Oh man, nó béo mà. Nhưng mà con sóc này ăn là không có hôi, không có gì hết, ngon. Yeah, thơm. Thơm ngon. Xào xào ớt. Thank you. Ok. Chờ. Quên chia nữa nha. Ngon. Ồ, bắp bữa nay sếp Cúc đi đâu mua thấy hấp dẫn quá, chắc bươi ăn ngon hả? Quấm ạ, quấm ngon. Quấm hả? Ồ. Mồi cả đống cái thiên rồi, giờ ăn tôm chưa hết nữa, giờ ăn bắp, chắc bươi nữa, còn cá chiên vô nữa nha. Anh làm tôm là hay á, nó săn lại, làm thịt nó săn lại, bắt đầu mình chấm qua sơ bì ăn rất là... Nè các bạn, ồ thấy thịt sóc đắt hàng da hết rồi đó. Rồi còn miếng nữa quất hết nè. Dạ còn miếng đó quất hết. Nào mi còn mi mất gấp nè. Quất hết nè. Anh này da bộ. Anh này anh chỉ da bộ anh gấp anh biết cái thôi. Anh nhát thí mẹ luôn đâu dám ăn đâu. Nhiều mới ngon đấy. Ồ ngon nè. Ngon. Chị càng càng ngon mà. Tại vì nãy mình có đồ ăn mình thôi đi á. Ồ vợ tôi bên đây chuyên cá hay nè. Chắc phải thưởng quá. Tôi đang thưởng bạn. Bạn này ghê. Lợi dụng. Tôi thấy chiên cá này Việt Nam không biết chiên cá vàng cái này mà vợ tôi chiên án đó. Vợ mà chiên cá cái này phải thưởng thôi. Chị nói cá chiên vàng vậy mà chồng lên mà chiên vàng hơn nữa. Ủa chút xíu là bro ăn cá kho đó vô ăn thử giống như cá rô sợ ngon hơn cá rô Việt Nam luôn á mà. Nhậu hết rồi, tôm biết rồi xem cút rồi làm rồi sóc rồi hết rồi cá chiên. Đó, rồi mà là rồi. Đây thằng mã cá rô cá bass rồi dạ. Làm cá ngát rồi. Không mà hồi giờ mình chưa có ăn cá rô kho giống bên này ngon. Hình như các bạn thấy đang kho mà mình không ăn, tại quê quá, mệt quá. Kho xong không ăn. Giờ bây giờ ăn nè. Bây giờ mình thấm á. Ăn ngon được chứ. Ngon. Rồi lúc. Thánh chiều và chẳng nhất. Nhớ ghé đi Việt Nam à. Phải không? Đâu, cắt cái chùm chi dưỡng cũng đi đâu đi. Ok các bạn, bữa nay như vậy nhưng mà cũng có xúm về rồi, về làm 1-2-3 chai bia. Đi 2-3 chai vậy một đống chứ còn 2-3 chai. Đi nguyên viên ngày mệt quá rồi về uống bia đã thiệt chứ. Cá thì ít mà bia hao thì nhiều. Không mà nói thiệt chứ mình vẫn lĩnh tính uống 1-2 ve thôi. Tại sếp Cúc rồi xung sếp Cúc mua tôm mua tiết rồi. Này cũng tại sếp Cúc á. Này cũng tại sếp Cúc nè. Tôi lấy chai rượu coi coi, đùng đá ngang luôn á hả? Đùa, hết luôn à. Cái này là tôm Canada, cá rô mề Canada luôn đúng không? Đó. Ok, cảm ơn các bạn. See you các bạn clip sau. Good.